Dạ dữ nữa hả? Mua thì bây giờ không có điện đáp chứ chúng ta không có tư mấy cái hồ bây giờ ta đi tài. Khang thấy chưa? Nó còn nhiều lắm. Mất đi. Mất đi. Mất đi. Dở chạy luôn hả Duyên Tư? Dở chạy luôn, đang dở chạy hả? Dở chạy luôn, nó lên nhiều chứ ơi. Mình khuyên cha nhóc đều hết. Làm vậy chứ không mà nó chở. Mình để chai nó nhiều quá mà có để ít chai thôi. Ủa, không nhiều đám mà không kỹ nữa không lâu về ông bà ông bà ngoại chưa thì cái mâm mà điện nói hay chồng đó bà ngoại để góc nào nhớ chứ mình ngủ lạnh nha buồn như bò đó thôi đây nè đây đâu đây chừng đây nữa đâu chạy buồn như bò tôi sẽ chịu lại bỏ bán bịch 5 ngàn gọi chuyện để con giữ đây. Con gái vậy rồi. Đi vào đây nào. Như một dĩa là mình mới ngồi đi ngồi đi. Có ra miền Trung. Bỏ con tôm vô cái cuộn vô rồi chiên lên. Gà miền Trung. Thiếu dĩa rau à, con thấy bên đây có sao đâu. Có bên kia. Yên tâm. Đi đây. Đi đó, đi đó đi. 46 ạ. Dung quất. Quất. Xay xay sẽ lâu khó phát hiện ra đã sai. Bánh xèo Quảng Ngãi. Bánh xèo Quảng Ngãi. Bánh xèo Quảng Ngãi đẹp cỡ. Lên trở rơm nêm tự chế tự nấu chị em khách lò. Cái thằng này cười biết sao. Dê quá. Ông mời anh ngồi hết chi? Chí đâu? Chí vô nè. Chí. Chí đâu? Chí bèo đâu có về không? Có đâu có về. Không, một chiếc nó như chí. Không, chí ra nó đi mất rồi. Hôm trước em về đó nó có hết. Mấy lòng nữa. Không. Cô Chu Nam. Chu Nam. Quý vị anh em. Thì hôm nay là ngày mai bọn cháu vui đâu. Cùng nấu ăn cơm tưởng nhớ ông già chứ không phải là bà già. Thì mời chú nước với chú có mấy anh em coi như sum họp lại để cùng nhau uống ly bia bây giờ với bọn cháu rồi đi vô trở từ. Thì trước mắt là ra đi, chúc chú bà con anh em mình sức khỏe và trong cuộc sống luôn luôn lúc nào cũng đặt nhiều may mắn. Vỗ tay. Bây giờ trước khi mà để mình uống với nhau thì giờ anh thì không uống được, chú cũng dám uống được. Thì kỵ cũng mấy người này cái dòng tiên. Đó. Thở mở đó. Có cháu mình nữa, ôi chú có dùng thiệt quá, cháu liền. Đâu mà trẻ đâu mấy đứa. Vợ mình tường đâu mấy. Nó nhận từ mà bả nó lên luôn sao vậy? Mà uống đi. Nhiều lắm nè. Ui cái trời.
Chú cho họ ngủ, con ngủ để cửa nhà đây nè, mà gót cái chân lên. Em không ngủ được mà em nghe chú gái. Em nói gì chú bà, đóng cửa lại. Em không ngủ được.